Thưa quý vị, rạng sáng 14 tháng 6 năm 2023, tàu khách SE2 chạy từ ga Sài Gòn đi Hà Nội bị trật bánh khỏi đường ray tại huyện Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, tàu SE2 gặp sự cố tại khu vực sông Phan, suối Vận ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoàn tàu chỉ còn 3 toa, trong đó có toa bị trật bánh và một đầu kéo. Sự cố không có thương vong về người. Sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Một đội tiến hành khắc phục phần bánh bị trật, một đội khác thi công sửa chữa đường ray và đắp sỏi hai bên ray để gia cố chắc chắn. Tại ga Suối Vận, cách hiện trường 5 km, có tàu SE11 cũng đang dừng chờ. Một số tàu chạy tuyến Bắc Nam được điều tiết dừng tại ga Bình Thuận và các ga lân cận. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.